Kể từ Asian Cup 2007, lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam chia tay sân chơi số 1 châu lục mà không có điểm số nào, thua toàn bộ 3 trận vòng bảng, trong đó có 2 trận gặp đội tuyển Indonesia và Iraq, tuyển Việt Nam rời sân với chỉ 10 người. Tuy nhiên, sẽ không công bằng nếu phủ nhận những điểm tích cực mà thầy trò ông Philippe Chaussier đã thực hiện được. Trong đó, rõ nét nhất là bộ khung U23 Việt Nam có cơ hội vàng chui rèn qua lửa đỏ khắc nghiệt. Nhờ những đối thủ mạnh và trận đấu đầy áp lực trước kình địch Indonesia, việc có đến 7 cầu thủ U23 Việt Nam như Tuấn Tài, Minh Trọng, Thái Sơn, Văn Khang, Đình Bắc, Văn Tùng, Văn Trường ra sân là thông số ấn tượng. Càng đáng chú ý hơn khi trong đó Tuấn Tài, Minh Trọng, Thái Sơn, Đình Bắc đã định vị được chỗ đứng, có thể cạnh tranh nghiêm túc suất đá chính. Rõ ràng, đối với cầu thủ mới 20 tuổi như Đình Bắc thì lòng tin vào bản thân sẽ rất khác khi so sánh trước và sau bàn thắng vào lưới đội tuyển Nhật Bản. Khuất Văn Khang chắc chắn sẽ có bài học đáng nhớ đến hết đời về hiệp một quá nhiều sự kiện, với đủ cung bậc cảm xúc trái ngược, những pha phạm lỗi, chết người của Văn Khang. Minh Trọng, một trong những cầu thủ chơi tốt nhất suốt cả 3 trận và cả Thanh Bình, Việt Anh sẽ là hành trang quý giá để trưởng thành. Ở chiều ngược lại, Văn Tùng, Văn Trường tỏ ra đuối, đã có thức quy chiếu rất rõ ràng để nhìn rõ bản thân đang đứng ở đâu, thiếu sót những gì. Khi ông Chaussier khẳng định đội tuyển Việt Nam tiến bộ, thì có lẽ ông muốn nói đến sự trưởng thành của những cầu thủ trẻ ông đã cố gắng đưa vào đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam đã phải trả giá khá đắt khi bị Thái Lan vượt mặt ở Asian Cup 2023 và cả trên bảng xếp hạng FIFA. Ông Chaussier nói là làm khi trẻ hóa 40% đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2023, nhưng màn trình diễn thất vọng, tỷ lệ nghịch với lý thuyết kiểm soát bóng chủ động được ông Chaussier liên tục nhắc gần một năm qua. Cổ động viên Việt Nam hay khắp thế giới đều yêu thích bóng đá chiến thắng. Người hâm mộ Việt Nam hiểu tinh thần chiến đấu, tính gắn kết quan trọng hơn kết quả trước mắt. Tuy nhiên, cách nhập cuộc thụ động và rời rạc, hoàn toàn lép vế trước đối thủ Indonesia 6 trận liền trước đó không biết thắng trước Việt Nam có thể tạo ra cuộc khủng hoảng niềm tin rằng đội tuyển Việt Nam sau một năm chưa được chuẩn bị tốt cho những trận thực chiến sống còn. Bình luận viên Ngô Quang Tùng cho rằng, nhìn lại Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam được không ít xác định rõ hơn năng lực con người để điều chỉnh, vận hành lối chơi mới trôi chảy hơn. 3 thất bại tại Qatar giúp chúng ta nhìn rõ sự thật sẽ không thể trẻ hóa ào ạt, thay vào đó phải kết hợp gối đầu hợp lý với bộ khung cũ, có tính kế thừa và bổ khuyết cho nhau. Ngược lại, rõ ràng đội tuyển Việt Nam đã mất đi điều đã xây chắc 5 năm qua là vị thế và sự tự tin. Bình thường, chúng ta rất tự tin đối đầu Indonesia, nhưng trận thua ngày 19 tháng 1 cho thấy chúng ta đã đánh mất tinh thần đó. Nếu không có cách vực dậy, chưa tính đến các ông lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc thì đội tuyển Việt Nam sẽ có thể mất nhuệ khí khi đối mặt các đối thủ Đông Nam Á. Sẽ còn quá sớm để bàn chuyện đi ở của ông Philippe Chaussier, nhìn từ số tiền đền bù hợp đồng và thực tế đội tuyển Việt Nam thiếu một số trụ cột bị chấn thương. Nhưng chỉ còn một tháng nữa, đội tuyển Việt Nam sẽ có hai cuộc đối đầu mang tính sống còn với đối thủ Indonesia để quyết định tấm vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026, kèm suất dự Asian Cup 2027. Sau gần một năm chuẩn bị, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Thay vì đổ lỗi cho truyền thông Việt Nam thì phù thủy trắng cần bình tĩnh ngồi lại cùng ekip ban huấn luyện với VFF và hội đồng huấn luyện viên quốc gia để thẳng thắn đánh giá công tâm, chính xác những điểm được và chưa được bộc lộ tại Asian Cup 2023.